Cô chào tất cả các em. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, cô mời các em hãy cùng cô hướng lên màn hình. Trước tiên, chúng ta đến với hoạt động cùng ôn bài nhé. Câu số 1. Con người sử dụng năng lượng gió vào những việc gì? Năng lượng gió có thể dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tuabin của máy phát điện. Con người sử dụng năng lượng nước chảy vào những việc gì? Năng lượng nước chảy có thể dùng để chuyên chở hàng hóa xuôi dòng nước, làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao, làm quay tuabin của máy phát điện. Ở các tiết khoa học trước, các em đã được học các dạng năng lượng mặt trời, năng lượng chất đốt, năng lượng gió và năng lượng nước chảy. Thế còn năng lượng điện có vai trò quan trọng thế nào đối với đời sống của chúng ta? Các em cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, đó là bài sử dụng năng lượng điện. Ở bài học này, các em sẽ tìm hiểu 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất là kể tên các thiết bị sử dụng năng lượng điện. Hoạt động thứ hai là tìm hiểu các nguồn điện. Hoạt động thứ ba là vai trò của năng lượng điện trong đời sống. Nào, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu qua hoạt động thứ nhất. Kể tên một số đồ dùng máy móc sử dụng điện có trong đời sống. Chắc hẳn các em đã có rất nhiều đáp án về một số đồ dùng máy móc sử dụng điện. Cô cũng có những đồ dùng máy móc sử dụng điện muốn giới thiệu đến các bạn. Các bạn cùng xem nhé. Đây là lò vi ba nè. Đây là đèn sử dụng điện nè. Đây là xe đạp điện. Còn đây, đây là máy xay sinh tố, máy ép trái cây. Đây là máy hút bụi, điện thoại, quạt máy, máy may, máy vi tính, nồi cơm điện, máy in, TV, máy khoan, tủ lạnh, máy lạnh, máy bơm nước, đèn pin, bàn ủi, máy sấy tóc. Vậy theo các em, điện mà các đồ dùng máy móc đó sử dụng được lấy từ đâu nè? Vậy điện mà con người sử dụng được lấy từ đâu vậy các em? À, điện được lấy từ nhà máy nhiệt điện nè, từ các nhà máy điện gió nè, từ nhà máy điện hạt nhân nè, và từ nhà máy thủy điện. Như bài học trước các em đã tìm ra được nhiều nhà máy thủy điện lắm không nè, phải không nè? Từ máy phát điện nè, từ pin, từ ắc quy. Cô xin giới thiệu đến các em nhà máy nhiệt điện Uông Bí, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ và nhà máy thủy điện Hòa Bình. Vậy thì điện từ các nhà máy phát điện được truyền tải đến các hộ gia đình như thế nào? Cô mời các em tìm hiểu sơ đồ về truyền tải điện nào. Cô giới thiệu với các em. Trong nhà máy điện, máy phát điện phát ra điện, điện được tải qua các đường dây đưa đến các ổ điện của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, nhà máy. Đó chính là sơ đồ truyền tải điện. Vậy năng lượng điện được ứng dụng vào đời sống như thế nào? Các em hãy kể tên một số đồ dùng máy móc sử dụng năng lượng điện để thắp sáng. Đây là một số dụng cụ sử dụng năng lượng điện để thắp sáng. Đèn bàn để học, làm việc, đèn ngủ, đèn trái ớt, đèn pin. Và đây là đèn phát sáng ở các gian phòng. Ngoài ra, em hãy kể tên một số đồ dùng máy móc sử dụng năng lượng điện để chạy máy và truyền tin nè. Một số dụng cụ dùng để chạy máy và truyền tin gồm có máy laptop, máy tính bảng, TV, iPod, máy hàn, máy phát điện, quạt máy, remote và nhiều dụng cụ máy móc dùng để chạy máy và truyền tin nữa đó các em. Tiếp theo, các em hãy kể tên một số đồ dùng máy móc sử dụng năng lượng điện để đốt nóng mà em biết. Đây là các đồ dùng sử dụng năng lượng điện để đốt nóng mà em biết. Đây là nồi lẩu điện, máy ấp trứng, máy nướng, bếp điện, bàn ủi và
ấm nước đun bằng điện. Ngoài các ứng dụng trên, cô giới thiệu thêm năng lượng điện, một số đồ dùng được ứng dụng để khám, chữa bệnh và luyện tập sức khỏe. Đây là máy CT dùng để chụp não, máy đo tim, máy chụp X quang và đây là máy tập thể dục sử dụng năng lượng điện để có được thân hình cân đối khỏe mạnh đó các em. Vậy các em hãy cho cô biết ứng dụng của năng lượng điện. Năng lượng điện được sử dụng để làm gì? Như vậy, điện được sử dụng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm lạnh, truyền tin. Chúng ta dùng điện trong học tập, lao động sản xuất, vui chơi giải trí, sinh hoạt hàng ngày. Điện đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta đấy các em. Các em đã hiểu rõ vai trò quan trọng của việc sử dụng năng lượng điện trong đời sống. Bây giờ, các em hãy xem phim và cho biết ích lợi của việc sử dụng năng lượng sạch để sản xuất ra điện là như thế nào nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu xem phim. Những hàng cọc trụ của dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 1, Dầu Tiếng 2 chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ lấp đầy khu vực bán ngập của hồ Dầu Tiếng Tây Ninh. Đây là giai đoạn đầu tiên có tổng mức đầu tư lên đến 9.100 tỷ đồng của dự án năng lượng mặt trời lớn nhất Đông Nam Á. Khi hoàn thành, dự án này sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng cho khu vực miền Nam. Và trong tương lai, tổng công suất phát dự kiến của chúng tôi đến 2.000 MW. Thì như quý vị có thể thấy là với 2.000 MW chúng ta có thể tương đương với những thủy điện lớn của Việt Nam như là Hòa Bình và Sơn La. Việt Nam là nước có điều kiện phát triển nguồn năng lượng tái tạo đa dạng, trong đó nổi bật nhất là năng lượng điện gió và mặt trời. Tuy nhiên, nếu dự án năng lượng mặt trời ở Tây Ninh thuận lợi bởi hệ thống truyền tải điện phát triển khá đồng bộ, thì với đa số các dự án năng lượng tái tạo khác lại rất khó khăn. Bởi số lượng các dự án này tập trung quá nhiều ở một vài địa phương như Bình Thuận, Ninh Thuận khiến hạ tầng đấu nối quá tải. Phê duyệt các cái bổ sung năng lượng tái tạo thì cũng phải đồng bộ với cả cái bổ sung về các cái đấu nối truyền tải. Định hướng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đã khá rõ ràng. Song so với tốc độ phát triển điện gió trên thế giới thời gian qua, thì tốc độ tăng trưởng ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam đang còn rất chậm. Nếu nhìn thấy nguy cơ thiếu điện ngay trước mắt thì bây giờ phải đẩy gấp tiến độ phát triển tất cả các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu trong nước. Nếu không tháo gỡ được các khó khăn cho ngành năng lượng này thì rất khó để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chỉ chiếm khoảng 0,3% diện tích của mặt hồ Dầu Tiếng. Từ mảnh đất một mùa trồng sắn cho thu nhập thấp, khi đưa vào khai thác điện mặt trời, dự án này sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng vùng đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm người dân địa phương, đồng thời góp phần quan trọng để đạt mục tiêu tăng tỷ trọng của nguồn năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng điện toàn quốc lên cao hơn trong tương lai. Vậy, ích lợi của việc sử dụng năng lượng sạch để sản xuất ra điện là gì? Việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, ngoài ra còn có năng lượng thủy triều, năng lượng sóng để sản xuất ra điện sẽ góp phần rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường đấy các em. Các bạn đã học tập rất tốt, cô thưởng cho các bạn trò chơi có tên là Ai Nhanh Ai Đúng. Và nội dung câu hỏi trong trò chơi này, cô đã gửi lên bộ câu hỏi trên website của nhà trường. Cô mời các em tìm hiểu sau tiết học nhé. Cô thấy các em học tập rất tốt. Để học tốt như vậy ở bài sau, các em sẽ chuẩn bị cho cô một viên pin, một bóng đèn pin và hai sợi dây điện với kích cỡ mỗi sợi là 15 cm như hình vẽ nhé. Của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt tất cả các em.